Chào mừng các bạn trở lại với kênh Gà Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn hai ván đấu của Nam Phương công tử lại Lý Huynh. Đối thủ của anh là kỳ thủ Trung Quốc ổ Giang. Đây là hai ván đấu diễn ra ngày 6 tháng 10 2021. Mời các bạn thưởng thức nghệ thuật bắt quân của Nam Phương công tử lại Lý Huynh. Ván 1. Chuyên.
Giang chuyên. Mã 3, tấn 2. Chơi đến đây thì bên đen chắc chắn sẽ mất mã, cho nên kỳ thủ Trung Quốc ổ Giang đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2. Chuyên. Giang chuyên. Giang chuyên. Giang chuyên. Giang chuyên.
Giang chuyên. Xe 2, thối 2. Chơi đến đây nhận thấy không thể có đường phản công được nữa, cho nên kỳ thủ ổ Giang đã buông cờ nhận thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.